Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, mùng 7 tháng 8 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Đêm qua và sáng hôm nay, mùng 6 tháng 8, do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to và dông. Hiện nay, rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao còn tồn tại nên dự báo đêm nay toàn tỉnh vẫn có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm trên 24 giờ, có nơi trên 100 mm trên 24 giờ. Cần đề phòng có gió mạnh, sét trong cơn dông, sạt lở đất và ngập úng ở những nơi có nguy cơ cao. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày mùng 8 tháng 8. Do trời nhiều mây có mưa nên đêm nay và ngày mai, mùng 7 tháng 8, các khu vực trên địa bàn tỉnh nhiệt độ ở mức dễ chịu. Các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long về đêm và sáng sớm khoảng từ 24 đến 25 độ và ban ngày nhiệt độ cao nhất cũng không vượt quá 30 độ. Vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 6 đến 10 km, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Như vậy, kết thúc đợt nắng nóng, mưa xảy ra trên diện rộng. Thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn nhưng người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mưa dông. Còn sau đây, chuyển sang dự báo thời tiết trên cả nước. Trong đêm nay và ngày mai, hầu hết các nơi tại Bắc Bộ vẫn xảy ra mưa rào và dông với nhiều điểm mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và thời gian xuất hiện mưa chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ vì thế cũng chưa đến mức cao. Trong ngày mai, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Với các tỉnh miền Trung, trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác với thời gian mưa tập trung về chiều tối và đêm. Cục bộ có mưa to kèm theo dông sét và gió giật mạnh. Trong ngày, đôi lúc có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trưa chiều ngày mai khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh dần, nên những cơn mưa rào và dông xảy ra trên diện rộng với thời gian có mưa chủ yếu vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 28 cho đến 31 độ, còn khu vực Nam Bộ là từ 29 cho đến 32 độ. Đối với thời tiết trên biển, bà con lưu ý khắp các vùng biển đều có mưa dông và gió mạnh gây biển động ở mức rất cao, đồng thời còn kèm theo lốc xoáy và gió giật trong những ngày tới. Bà con ngư dân cần theo dõi sát các thông tin thời tiết và tuyệt đối không ra khơi đánh bắt trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. Phần cuối chương trình là bảng nền nhiệt độ trong 3 ngày tới tại một số thành phố du lịch trên cả nước.